Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học và trả lời các câu hỏi bài tập trong bài tập cuối chương 4, sách giáo khoa Toán 9 cánh diều tập 1 trang 92. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên nào. Bài số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH và góc B là góc alpha, như trong hình số 40. Ý A nhỏ, tỷ số HA trên HB bằng đáp án A là sin alpha, đáp án B là cos alpha, đáp án C là tan alpha và đáp án D là cotan alpha. Nào bây giờ chúng mình sẽ quan sát này, cô xét tam giác vuông AHB, đây là một tam giác vuông tại H. Thì khi đó HA trên HB chính là bằng tan alpha. Bởi vì tan thì bằng cạnh đối trên cạnh kề. Vậy nên là ý A chúng mình sẽ chọn cho cô đáp án C. Sẽ chọn C nhá. Câu này dễ nên chúng ta cô không viết lại này. Tiếp tục câu B. Tỷ số HA trên HC bằng gì đây ạ? Đáp án A là sin alpha, đáp án B là cos alpha, đáp án C là tan alpha, còn đáp án D là cotan alpha. Nào bây giờ theo các bạn thì chúng mình có thể tính được HA trên HC luôn không? Có tính được không nhỉ? Rồi chúng mình quan sát nhá. Cô xét tam giác AHC vuông tại H. Thì cô sẽ có tan của góc C. Tan thì sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AH trên HC. Đúng chưa nào? Đúng AH trên HC chưa ạ? À tuy nhiên ở đây đề bài chỉ có những đáp án đối với góc alpha. Mà đây chúng mình đang sử dụng góc C. Góc C đây nhá, không phải góc alpha này. Vậy làm thế nào chúng mình đưa được về góc alpha đây ạ? Các bạn cùng nhớ lại nào. B cộng C thì bằng 90 độ. Đúng không? Đây là hai góc phụ nhau. Vậy nên là tan góc này sẽ bằng cotan góc kia. Ta còn nhớ không ạ? À có nhá. Vì góc B cộng với góc C bằng 90 độ nên tan của góc này, tức là tan góc C bằng cotan góc kia. Cotan B tức là cotan của alpha. Vậy từ đó chúng mình sẽ suy ra được cotan alpha thì mới bằng HA trên HC. Như vậy là cô chọn ở đây là chọn đáp án D. Đó, chúng ta quan sát thật kỹ tránh nhầm ở câu này nhé. Chọn đáp án D. Tiếp tục đến ý C nào. Tỷ số HA trên AC. À HA trên AC thì chúng ta vẫn chỉ được áp dụng trong tam giác HAC thôi. Mà trong tam giác này thì vẫn chưa có góc alpha. Thì chúng mình cứ áp dụng trước đi xong lát để xem là làm thế nào để biến đổi được sang góc alpha nhé. Cô vẫn xét tam giác AHC vuông tại H này. Thì ở đây cô sẽ có sin của góc C. Sin thì sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng HA trên AC. Sin C sẽ bằng HA trên AC. Rồi, đúng HA trên AC rồi, nhưng lại không phải là góc alpha. Vậy chúng mình lại tiếp tục có này. Góc B cộng góc C bằng 90 độ, nên sin góc này sẽ bằng cosin góc kia. Tiếp tục ta lại có. Vì B cộng C có tổng bằng 90 độ, nên là sin C sẽ bằng cos B. Hay nói cách khác là từ đây cô sẽ suy ra được cos alpha, cos B chính là cos alpha nhé, bằng HA trên AC. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Đó, những phần này chúng ta mà không để ý là tránh là sẽ rất là dễ là chọn nhầm đấy ạ. Đáp án B nhé, đó là bài tập số 1. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Các bạn quan sát và đọc cho cô đề bài của bài tập số 2. Cho hình thoi ABCD có AB bằng A, góc BAD bằng 2 alpha.
Mở ngoặc alpha là một góc lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ, chứng minh rằng ý A nhỏ BD bằng 2A nhân sin alpha, B nhỏ AC bằng 2A nhân cos alpha. Nào, với bài tập số 2 này thì đầu tiên là các bạn sẽ thực hiện vẽ cho cô một hình thoi ABCD trước này. Ở đây thì cô sẽ gọi luôn AC và BD giao nhau tại O, hai đường chéo giao nhau tại O. Cô gọi luôn nhé. AC và BD giao nhau tại O. Đề bài đã cho biết độ dài AB là bằng A này. Như vậy thì ba cạnh còn lại cũng sẽ là A. Bởi vì hình thoi thì độ dài của bốn cạnh sẽ bằng nhau. Tiếp tục, ở đây cô thấy rằng góc BAD bằng 2 alpha. Nào, hai đường chéo BD và AC của hình thoi này có điều gì đặc biệt đây ạ? À, chúng sẽ là các đường phân giác, đúng không? Tiếp tục cô sẽ có vì ABCD là hình thoi cô viết tắt này, nên AC sẽ là phân giác của góc BAD. Đó. Nên từ đây chúng mình sẽ suy ra được góc BAO sẽ bằng 1 phần 2 của góc BAD, tức là bằng 1 phần 2 của 2 alpha. Thì cô sẽ viết luôn là bằng alpha. Được chưa? Rồi, đã có góc BAO bằng alpha rồi, thì chúng mình sẽ xét cho cô tam giác BAO vuông tại O. Ý A nhỏ nào, để chứng minh cho cô ý A nhỏ trước. Xét tam giác BAO vuông tại O. À, đây chúng ta chú ý thêm một điều nữa này. Bởi vì ABCD là hình thoi, vậy nên là hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. Phần này cô không viết nhé, các bạn chú ý này. Vuông góc với nhau và vuông tại O. Nên là tam giác BAO mới là tam giác vuông tại O. Rồi, xét tam giác này thì ta sẽ có BO bằng cạnh huyền AB nhân với sin góc đối, tức là nhân với sin alpha. Ở đây cô đã có được góc này chính là góc alpha rồi. BO bằng AB nhân sin alpha. Mà AB thì đề bài đã cho biết là bằng A. Nó thay vào nhân với sin alpha. Rồi, tiếp tục nhá, chưa xong này. Đề bài yêu cầu chứng minh BD bằng 2A nhân sin alpha. Ở đây cô mới tìm được BO bằng A nhân sin alpha thôi. Vậy làm thế nào chúng ta có thể suy ra được BD đây ạ? À, vì ABCD là hình thoi nên hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hay nói cách khác là O là trung điểm của BD và O cũng sẽ là trung điểm của AC. Đúng chưa ạ? Phần này cô không viết nhá, cô sẽ suy ra luôn này. Từ đó cô suy ra BD sẽ bằng 2 lần BO. Tức là bằng 2 nhân A nhân sin alpha. À, đây chính là điều phải chứng minh. Rồi, xong ý A, ý B nào. Ý B chứng minh AC bằng 2A nhân với cos alpha. Thì ở đây chúng ta vẫn tiếp tục xét cho cô tam giác BAO vuông tại O. Cô có này, AO sẽ bằng cạnh huyền AB nhân với cosin của góc kề. AO bằng AB nhân với cosin của góc kề, tức là cosin alpha, thì sẽ bằng A nhân với cos alpha. Tương tự như ở trên, cô đã nói rồi đúng không? BD và AC cắt nhau tại trung điểm O, nên O sẽ là trung điểm của AC. Từ đó cô sẽ suy ra được AC sẽ bằng 2 lần AO, tức là bằng 2 nhân A nhân cos alpha. Và đây cũng chính là điều phải chứng minh. Bài tập số 2 đơn giản chưa ạ?
Nhìn thì có vẻ hơi phức tạp một chút thôi đúng không? Tuy nhiên là vận dụng các tính chất của hình học thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được rồi. Tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 3 nào. Các bạn quan sát và đọc cho cô đề bài của bài tập số 3 nhé. Trong trò chơi xích đu ở hình 41, khi dây căng xích đu không giãn OA bằng 3 mét, tạo với phương thẳng đứng một góc là góc AOH bằng 43 độ, thì khoảng cách AH từ em bé đến vị trí cân bằng là bao nhiêu mét? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị. Ở bài tập số 3 này thì chúng ta sẽ phải đi tìm cho cô AH. Đã biết rằng tam giác OAH là một tam giác vuông tại H rồi. Cô có góc O thì bằng 43 độ rồi. OA đề bài cũng cho biết là bằng 3 mét rồi này. Áp dụng tỉ số lượng giác thôi, cô sẽ có như sau. Xét tam giác OAH vuông tại H. Thì ta sẽ có AH bằng cạnh huyền OA nhân với sin của góc đối, tức là nhân với sin O. AH sẽ bằng OA nhân sin O. Đến đây chúng ta sẽ thay số vào cho cô. OA thì đề bài đã cho biết là bằng 3 rồi. Nhân với sin O, tức là nhân với sin của 43 độ. Bấm máy cô được kết quả xấp xỉ 2 mét. Vậy chúng ta kết luận khoảng cách từ em bé đến vị trí cân bằng khoảng 2 mét. Khoảng cách cô viết tắt này. Từ em bé đến vị trí cân bằng thì sẽ khoảng 2 mét. Rồi, xong bài tập số 3. Chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Quan sát và đọc cho cô đề bài của bài tập số 4 nhé. Một người đứng ở vị trí B trên bờ sông muốn sử dụng la bàn để ước lượng khoảng cách từ vị trí đó đến một vị trí A ở trên một cù lao giữa dòng sông. Người đó đã làm như sau. Đầu tiên là sử dụng la bàn. Xác định được phương BA lệch với phương Nam Bắc về hướng Đông 52 độ. Tiếp tục người đó di chuyển đến vị trí C, cách B một khoảng là 187 mét. Sử dụng la bàn xác định được phương CA lệch với phương Nam Bắc về phía hướng Tây 27 độ. CB lệch với phương Nam Bắc về phía hướng Tây 70 độ, giống như là hình 42. Em hãy giúp người đó tính khoảng cách AB từ những dữ liệu trên, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét. Bài tập số 4 này thì sẽ hơi phức tạp một chút này. Đầu tiên là cô sẽ thực hiện vẽ hình minh họa để chúng ta có thể tiện quan sát hơn nhé. Rồi các bạn quan sát cho cô vào phần hình minh họa này. Đây là vị trí A, vị trí B và vị trí của C giống như trong hình này. Ở đây sẽ là các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Cô sẽ viết ra để chúng ta tiện quan sát. Đây sẽ là hướng Bắc. Đây là hướng Tây. Hướng này sẽ là hướng Nam. Và hướng này của cô sẽ là hướng Đông. Tương tự bên này cũng như vậy. Chúng ta có đây là hướng Bắc, cô viết tắt là bờ nhé. Hướng này là hướng Đông này. Hướng này là hướng Nam. Và cuối cùng hướng này sẽ là hướng Tây. Đó, chúng mình quan sát được chưa ạ? Tiếp tục này, đề bài đã cho biết là người đó di chuyển đến vị trí C, cách B một khoảng là 187 mét, có nghĩa là BC sẽ bằng 187 mét. Cô sẽ ghi luôn vào đây. 187 mét, rồi đề bài còn cho dữ kiện gì nữa đây ạ? Sử dụng la bàn, xác định được phương BA lệch với phương Nam Bắc về hướng Đông 52 độ. Có nghĩa là góc A, B, cô gọi ở đây là B phẩy, đây là vị trí của B phẩy. Chúng mình viết màu đen nhé. Đây là B phẩy. Thì góc A, B, B phẩy này sẽ chính là bằng 52 độ.
Mình đổi màu đi. 52 độ. Rồi, tiếp tục. Sử dụng la bàn xác định được phương CA. Phương CA đâu ạ? Đây là phương CA này. Lệch với phương Nam Bắc về hướng Tây một góc là 27 độ. Thì khi đó cô sẽ có góc AC. Ở đây là C phẩy đi. Đây cô gọi là vị trí C phẩy. Thì AC C phẩy sẽ bằng 27 độ. Đây, tức là góc này bằng 27 độ này. Rồi, tiếp tục. Ý cuối cùng là CB lệch với phương Nam Bắc về hướng Tây 70 độ. À, có nghĩa là chúng mình sẽ có góc BC C phẩy bằng 70 độ. Đây nhá, BC C phẩy. Góc này này. Đó, cả góc lớn này là bằng 70 độ. Các bạn chú ý cho cô nhá. Đó, cô viết ở bên này nhưng thực chất nó là cả góc lớn nhá. Để tiện quan sát hơn. Được chưa? Đó là toàn bộ dữ kiện mà đề bài đã cho. Bây giờ đầu tiên cô sẽ thực hiện gọi quan sát như hình vẽ này. Cô lấy B'B và C'C là các đường thẳng biểu diễn phương Nam Bắc như hình vẽ. Đó, B'B' này, C'C' này chính là các đường thẳng biểu diễn phương Nam Bắc. Cô gọi. Lấy B'B' CC phẩy là các đường thẳng biểu diễn phương Nam Bắc. Đường thẳng cô viết tắt này. Rồi, quan sát vào hình vẽ cho cô nhé. Vậy theo đề bài thì ta sẽ có góc B'BA bằng 52 độ. Từ đó chúng mình sẽ suy ra góc B'BA, cô vừa phân tích rồi đúng không? Bằng 52 độ. Tiếp tục chúng ta có góc C'CA bằng 27 độ. Còn góc nào nữa đây ạ? À, C'CB bằng 70 độ. Rồi, đó là toàn bộ dữ kiện mà đề bài đã cho. Thì từ dữ kiện này, chúng mình sẽ suy ra cho cô góc ACB tính như nào nhỉ? ACB sẽ bằng góc BCC' trừ đi góc ACC'. Tức là bằng 70 độ trừ đi 27 độ. Thì cô sẽ ra được góc ACB, đúng không? Từ đó cô suy ra luôn này. Góc ACB sẽ bằng 70 độ trừ đi 27 độ. Và cô được kết quả bằng 43 độ. Được chưa? Tiếp tục, chúng mình thấy rằng trên hình của cô xuất hiện AA phẩy. À, như vậy AA phẩy ở đây là gì? Cô kẻ AA phẩy song song với phương Nam Bắc. Khi đó thì AA phẩy, BB phẩy và CC phẩy sẽ song song với nhau. Rồi, chúng ta sẽ kẻ AA phẩy. A phẩy thì sẽ thuộc BC nhé. Song song với phương Nam Bắc. Cô viết tắt phương Nam Bắc này. Từ đó thì cô sẽ suy ra được AA phẩy song song với BB phẩy và song song với CC phẩy. Được chưa? Bởi vì ba đường này song song với nhau nên khi đó chúng ta sẽ có những điều gì đây? Nào, chúng ta lại tiếp tục này. AA phẩy song song với BB phẩy và song song với CC phẩy thì khi đó góc B phẩy BA, đây B phẩy BA đây, sẽ bằng với góc BAA phẩy. Đó, đây nhá. B'BA này sẽ bằng với góc BAB', đúng không? Bởi vì hai góc này ở vị trí so le trong nên ở đây cô sẽ có góc này cũng bằng 52 độ luôn. Tiếp tục cô lại có góc C'CA bằng góc CAA'. Đây, tức là vị trí của góc này. Các bạn quan sát chưa nhỉ? CAA' sẽ bằng với C'CA.
Vì hai góc này ở vị trí sau le trong, góc này cũng sẽ là 27 độ. Rồi, xong chưa ạ? Còn điều gì nữa không nhỉ? À, từ đó chúng ta sẽ suy ra được luôn góc BAC sẽ bằng tổng của hai góc này cộng lại. Tổng của BAA phẩy cộng với CAA phẩy là 52 độ cộng với 27 độ thì sẽ bằng 79 độ. Để tiện quan sát hình hơn thì cô sẽ viết ngắn gọn hơn cho các bạn quan sát hình dễ hơn nhé. Rồi đến đây các bạn sẽ suy ra. Phần so le trong thì các bạn tự viết được không ạ? Cô suy ra luôn này. Các góc so le trong là góc BAA phẩy bằng 52 độ. BAA phẩy bằng 52 độ luôn. Tiếp tục góc CAA phẩy thì bằng 27 độ. Từ đây cô suy ra được góc BAC sẽ bằng 52 độ cộng 27 độ, tức là bằng 79 độ. Rồi, được chưa nào? Tiếp tục quan sát trên hình chúng ta lại thấy rằng không biết là H ở đâu ra đây. Cô chưa gọi H. Ở đây cô sẽ gọi BH vuông góc với AC. H thì sẽ thuộc vào AC. Rồi khi đó thì chúng ta chưa thể tìm trực tiếp được cạnh AB đâu nhé. Mà chúng mình sẽ phải tìm cho cô BH trước này. Đó. Các bạn sẽ phải tìm cho cô BH trước bằng cách là xét trong tam giác vuông BHC vuông tại H. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được BH. Bởi vì là ở đây là đã có BC rồi này. Đã có được góc BCH rồi. Đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể tìm được BH. Sau khi tìm được BH rồi thì tiếp tục xét cho cô tam giác AHB là một tam giác cũng vuông tại H. Có BH vừa tính rồi. Lại có góc A này chúng ta cũng vừa tính được rồi là 79 độ. Thì từ đó cô sẽ tìm được ngay độ dài BA. Rồi, bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ gọi cho cô BH vuông góc với AC kẻ BH vuông góc với AC. H thì sẽ thuộc vào AC. Sau đó cô sẽ xét tam giác BHC là một tam giác vuông tại H. Thì chúng mình sẽ có gì nào? Đây, tam giác BHC đây. Tam giác này vuông tại H. Để tính được BH thì ta sẽ có BH bằng với BC nhân với sin của góc đối. Đúng chưa? Là nhân với sin của góc BCH. Lúc nãy cô tính được bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 43 độ. Đây, cô tô màu lại để các bạn quan sát nhé. Góc BCH chính là BCA và chính là 43 độ đây này. Đó, thì chúng ta sẽ có này, BH bằng BC nhân sin của 43 độ. BH bằng BC nhân sin của 43 độ. Đến đây thay số vào BC đề bài đã cho biết là 187 mét rồi. Nhân với sin 43 độ. Các bạn bấm máy cho cô nào, kết quả xấp xỉ 128 mét. Rồi, sau khi đã tìm được BH rồi thì chúng mình lại tiếp tục xét cho cô tam giác AHB. Tam giác này vuông tại H. Ta có BH sẽ bằng AB nhân với sin góc đối, tức là nhân với sin của góc BAH. BAH thì chúng ta vừa tính được rồi, bằng bao nhiêu nhỉ? À, bằng 79 độ. Đây chính là góc BAH. BAH chính là BAC nhé, và bằng 79 độ này. Rồi bây giờ chúng mình sẽ xét cho cô tam giác BAH vuông tại H. Cô sẽ có BH bằng cạnh huyền AB nhân với sin của góc đối, tức là nhân với sin của 79 độ. Chúng mình thay số cho cô. AB biết chưa nhỉ? À, AB chưa biết thì chúng ta phải suy ra AB bằng AB đang cần tính mà đúng không?
bằng BH trên sin 79 độ. BH thì ở trên cô đã tính được xấp xỉ là 128 mét. Chia cho sin 79 độ. Đến đây thì các bạn sẽ bấm máy cho cô. Kết quả xấp xỉ 130 mét. Vậy bài toán đã hoàn thành chưa ạ? Rồi đúng không? Vậy cô kết luận khoảng cách AB là khoảng 130 mét. Vậy khoảng cách AB khoảng 130 mét. Bài này thì hơi phức tạp và hơi dài hơn một chút, nên là chúng ta sẽ quan sát lại. Nếu bạn nào mà chưa hiểu, chúng mình có thể xem lại video bài số 4 này một lần nữa nhé. Rồi, như vậy là cô và các em đã học xong bài tập cuối chương 4 sách giáo khoa Toán 9 cánh diều tập 1 rồi. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiảiHay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.